Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên mình bắt đầu với công việc kiếm tiền để chi trả cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho gia đình và cho các con nữa. Và các bạn thân mến, 100m nữa rẽ phải vào đường cầu Bơ, tỉnh lộ 70A. Vâng, công việc của tôi đó là vận tải. Và các bạn vừa nghe thấy cái lời chỉ dẫn của Google Map, nó sẽ chỉ dẫn cho tôi đường đến nơi mà khách hàng gọi. Tôi sẽ đến đấy và nó chỉ khá đúng tới nơi, đúng cái địa điểm đấy, cách đấy độ vài chục mét thôi. Rồi sau đó nó cũng, sau khi lấy hàng xong thì nó sẽ lại chỉ tôi đến đúng cái địa chỉ mà tôi sẽ phải giả hàng. Cái đó nó rất là thuận lợi, khiến cho đầu óc của chính chúng tôi cũng được thảnh thơi, không phải cố gắng đo cái đoạn đường từ đây đến đấy là bao nhiêu km, dài bao nhiêu và nó ở chỗ nào, rồi sau đó tính tiền cho khách hàng. Ngược lại thì cái ứng dụng này nó sẽ làm hết tất cả các việc đó, nó chỉ cho bao nhiêu km, thậm chí nó sẽ tính tiền cho tôi hết bao nhiêu tiền để tôi có thể yêu cầu từ phía khách hàng. Và có lẽ cái ứng dụng này nó càng ngày nó sẽ càng hiện đại hơn, nó càng nâng cấp hơn, và có lẽ không lâu nữa đâu chúng ta sẽ có cái kiểu dịch vụ của Google Maps là online. Có nghĩa là mình sẽ ra lệnh cho nó, mình chỉ bảo là Google yêu quý ơi, hãy chỉ cho tôi đường từ đây đến điểm A, từ điểm A đến điểm B này một cách nhanh nhất, một cách online nhé. Và nó sẽ ngay lập tức nó mách cho mình một cái mách bảo rất là thú vị, đúng không ạ? Và anh lái xe yêu quý, tên của anh là gì, ví dụ như vậy, hay là thân mến, hay là cái gì đó, và nó khiến cho chúng ta có vẻ như cảm thấy rằng là rất là thú vị. Anh nên đi sang đoạn đường này nhưng mà rẽ phải, bởi vì ở tại đó hiện tại đang có 10 cái xe đang tắc đường chẳng hạn. Đó là những cái mà nó sẽ dần dần cho mình, nó như kiểu là con mắt của mình ở trên không vậy, và nó sẽ chỉ dẫn cho mình. Tất nhiên đó là một cái sự tưởng tượng của tôi trong cái ngày làm việc đầu tiên như này. Và các bạn thân mến, nhân tiện đây chúng ta sẽ nói chuyện về công việc nhé. Quả thật là trong cái năm tới này, 2024 và những năm tiếp theo, thì trong cái lĩnh vực công việc, việc làm, nó sẽ có nhiều những sự biến động. Một cách bình thường thôi thì chúng ta cũng nhìn thấy và thấy nó đang tiến triển một cách rất rõ ràng, rằng cái công việc nó càng ngày nó sẽ có nhiều cái sự cạnh tranh. Và cái cạnh tranh nguy hiểm nhất ấy, đối với chúng ta con người ấy, đó chính là cạnh tranh với lại cả AI, không phải AI mà là AI, đúng không? AI, chính xác hơn là AI. Cái trình độ ngoại ngữ của tôi, tiếng Nga thì tốt nhưng tiếng Anh thì hơi tệ. Và cái đó là điểm yếu của tôi, khi mà tôi không biết ngoại ngữ để có thể bước tiếp vào những cái thị trường việc làm. Và các bạn thân mến, cái sự cạnh tranh giữa tự động hóa, giữa AI với lại cả sức của con người, trí tuệ con người sẽ rất là khốc liệt. Và để đảm bảo cho mình có một công việc sắp tới thì chúng ta phải có quá trình học tập, đúng không ạ? Tôi tin rằng bây giờ ấy, hiện tại bây giờ nhiều bạn đang học đại học hay đang học cái gì đó thì một thời gian ngắn nữa thôi các bạn sẽ mất việc, các bạn sẽ không tìm được việc làm, bởi vì cái nghề của các bạn sẽ có cái khác nó chiếm rồi. Và nhiều bạn mà cũng không chịu học ấy, chỉ có dựa vào sức lực chân tay của mình không, đi làm ở những cái dây chuyền, những cái công ty, thì bạn cũng sẽ mất việc, bởi vì người ta sẽ thay thế đó bởi những người máy tự động, đúng không ạ? Ngay bên đường bây giờ chúng ta nhìn thấy nó rất là buồn cười thôi. Những cái quán ăn, đáng nhẽ là người ta có những cái người, người ta đứng ngoài cửa mời vào, đúng không? Nhưng bây giờ người ta thậm chí đặt đấy hình một cô bé luôn luôn cười 24/24, rồi mời chào mọi người vào, không cảm xúc gì, nhưng mà đấy, nó sẽ thay thế cho
những cái công việc mà con người đang làm. Nhưng mà để chiến thắng trong cuộc chiến này, trong cái khoảng khắc này thì các bạn thân mến, chúng ta cũng cần phải thay đổi rất nhiều. Chúng ta phải chuẩn bị cho mình. Đây là anh công an. Tôi đang có anh công an, anh ấy đang thấy vật tôi. Và như vậy là mấy đồng chí, mấy anh cảnh sát giao thông dừng xe của mình lại và có vấn đề. Đó là mặc dù mình không phạm lỗi gì trong lúc vận hành xe đâu, nhưng mà cái xe này nó quá hạn kiểm định gần 1 tháng, cho nên phải xuống làm việc với cả các đồng chí một chút. Và rất là phước hạnh, cuộc làm việc đấy nó rất là thú vị. Tất nhiên là vì cái hình thức phạt thì là nó sẽ ghê gớm đấy, là giữ xe rồi thu bằng, phạt mấy triệu, toàn những con số mà nghe thấy nó khiến cho nhiều người và chính bản thân mình cũng không lấy làm thú vị đâu. Nhưng qua cuộc nói chuyện, hỏi han và một số các cái đề xuất của mình đối với cả các đồng chí công an đấy, rằng là mình sẽ tôn trọng tất cả các quyết định của các anh ấy và sẽ xử lý cái vấn đề này. Nhưng cũng có một đề xuất nho nhỏ, đó là gì? Không phải là hối lộ đâu, bởi vì mình không thích hối lộ. Đó là đề nghị các anh trích sang trái vào đoạn đường nối tới đường cao tốc 20, điều kiện tạo một cái cơ hội để cho bản thân mình đấy này, để làm tốt cái công việc của mình. Đấy, công việc của tôi là thế này. Và như vậy anh ấy cũng hỏi han rồi tìm hiểu, rồi chúng tôi thậm chí có những cái đồng cảm với nhau rất là gần gũi. 300m nữa nhập vào đường cao tốc 20, mới bắt tay nhau. Anh ấy cảm ơn. Đây là một điều rất là thú vị trong những cuộc những cái tương tác như thế. Anh ấy thậm chí cảm ơn rồi chỉ dẫn cho mình. Và ở phía trước cách đấy độ mấy chục mét thì có một cái trạm đăng kiểm, ở đến đấy có thể xử lý cái vấn đề mà mình đang cần phải xử lý. Và thật là tuyệt vời. Tuy vậy cái vấn đề đấy khi mình vừa cũng đã đến trạm đăng kiểm và từ trạm đăng kiểm ra và chưa xử lý được các bạn ạ. Bởi vì tại sao? Cái này cũng là một cái lưu ý, đó là khi cái đăng kiểm trước của mình có chụp một cái hình từ phía sau xe thì cái hình đó nói lên rằng là cái cốp xe của mình nó có một cái nắp. Và bây giờ do là mình công việc của mình đi vận chuyển một số cái hàng hóa, có thể lúc nào đó nó bị cao quá và cái nắp đấy nó không cần thiết, thì mình đã tháo ra lại để ở tận Quảng Ninh. Thế cho nên là ở tại đấy các bạn ấy cũng rất là giúp đỡ, các bạn ấy rất nhiệt tình, rồi tra hỏi xem là lên làm như thế nào, gọi là đưa một cái đề nghị kiểm định lại, cái đơn vị đầu tiên đấy gửi lại xem là cái bức tranh chụp ảnh của mình là cái thời kỳ đầu đấy nó như thế nào. Kết quả là làm sao? Kết quả là không thể kiểm định được trong cái tình trạng hiện tại. Và nếu như kiểm định được thì ở chỗ đó họ, vì họ không có cái nắp rời cho nên họ không làm gì giúp đỡ được. Đó. Nhưng mà thôi, chúng ta cũng quay trở lại một chút nhé, câu chuyện mà mình đang nói giờ với cả các bạn đó. Như trước khi bắt đầu ấy thì muốn nói một điều thế này. Tất cả cái cuộc sống của chúng ta đó là những sự tương tác, tích cực hay tiêu cực, cái đó nó còn phải về được sau này mới suy xét được tích cực hay tiêu cực. Nhưng tại cái thời điểm cái sự tương tác, cái gì đó nó xảy đến với chúng ta thì tất cả những cái đó là một cái mà khiến cho chúng ta cần phải có một cái phản ứng đúng đắn. Và cái phản ứng đúng đắn nhất đó là chúng ta được lại nhau, đặc biệt trong cái mối quan hệ xã hội. Khi mà phản ứng đúng đắn nhất đó là kể cả chúng ta làm gì thì làm, nhưng cuối cùng chúng ta trở thành bạn của nhau, thì đấy là một cái phản ứng tốt. Và cuộc sống như vậy nó cứ lên, nó cứ lên, nó cứ lên. Và mình rất thích những cái gọi là tương tác như thế. Nó có hậu lắm các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến công việc nhé. Để cạnh tranh với, hay là để chiến thắng trong cuộc chiến với những cái mà chúng ta đang nhìn thấy nó đang diễn ra trong cái mặt trận công việc,
để làm sao chúng ta có thể có được nhiều việc làm thì các bạn thân mến, mình cần phải trang bị cho mình một số những cái kiến thức. Tất nhiên là lựa chọn cái ngành nghề, mà cái ngành nghề đó nó sẽ không gọi là không bị AI nó cạnh tranh về 500m nữa, về dài hạn. Dây trái vào ngõ 15. Và để cho nó không cạnh tranh về dài hạn nữa ấy, thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho mình một số các cái kiến thức, cái tri thức dựa vào những cái sự quan sát nhiều năm. Nhiều năm, vâng, thì tôi có thể đưa ra một số những cái ý như thế này. Và các bạn thân mến, tôi nghĩ rằng những cái ý này chúng ta có thể làm được, nó không quá xa vời, nhưng chúng ta có thể làm được và làm tốt nữa là khác. Và đặc biệt ở trong cái bối cảnh chúng ta đang sống ở trong một cái kỷ nguyên, và cái người ta gọi là cái cách tiếp cận với cả tri thức ấy, nó dễ lắm. Thế cho nên chúng ta có thể trau dồi cho mình một cái nền tảng vững để chúng ta có thể vượt qua được trong cái khó khăn như này. Còn nếu không có, chúng ta sẽ rất là vất vả đó các bạn nhé. Đặc biệt là các bạn trẻ, kiến thức đầu tiên chúng ta cần phải trang bị cho mình ở trong cái nền tảng vững chắc mà tôi đặt gọi là như vậy. Thì kiến thức đầu tiên là chúng ta cần phải có kiến thức về thần học. Vâng, kiến thức về thần học có nghĩa là thế nào? Không phải là chúng ta học cái gì ghê gớm đâu. Nhưng cái kiến thức cần về thần học, chúng ta nhận ra một cái điều rất là sâu sắc, và không phải chỉ ở mức độ là nhận thức không mà thôi, nhưng nó phải chuyển sâu vào trong tới mức độ trong tiềm thức, trong tâm thức của chúng ta, rằng chúng ta là ai? Chúng ta là ai? Vâng. Không phải là chúng ta là nghề gì, làm nghề gì đâu, mà chúng ta là ai đã? Bạn là ai? Bạn được tạo dựng ra như thế nào? Bạn được tạo dựng ra với một mục đích gì? Và cái câu hỏi mà bạn tìm thấy ở trong cái tri thức về thần học giúp cho chúng ta định vị được mình một cái hướng đi, như là một cái xương sống trên đời sống của chúng ta, một hướng đi rõ ràng là từ điểm A đến điểm B chúng ta biết. Còn chứ chúng ta sẽ không bị tạt ngang tạt ngửa như thế này. Sở dĩ bị tạt ngang tạt ngửa đa số là các bạn theo những cái gọi là nhu cầu hiện tại. Chúng ta biết nhiều người trước đây học về tiếng Nga chẳng hạn, như thời kỳ chúng tôi, ui tiếng Nga lúc đấy nó ghê gớm lắm. Nhưng mà đến khi một lúc nào đó tiếng Nga nó không còn cái giống như là thế nữa như bây giờ đây. Và tiếng Anh, nếu như một người nào giỏi tiếng Nga như chúng tôi đã từng học là một cây Nga, một người giỏi tiếng Nga, nhưng đến bây giờ tiếng Anh của mình nó bị thiếu, cho nên là sẽ rất là vất vả. Và nếu như các bạn mà không biết được mình là ai á, thì mình sẽ luôn luôn bị những cái mục đích ngắn hạn của thời đại nó kéo, và chúng ta rất dễ bị mất cái, nghĩa là chúng ta rất dễ bị rơi vào những cái hoàn cảnh mà có thể nói là khủng hoảng. Và các bạn thân mến, kiến thức đầu tiên, cái viên gạch đầu tiên mà tôi muốn các bạn đặt ở trên cái nền tảng vững chắc đó là kiến thức về thần học. Các bạn cần phải học về thần học. Tất nhiên chúng ta không cần phải trở thành thạc sĩ, tiến sĩ gì đó hay cử nhân gì trong đó, nhưng chúng ta ít nhất là nhận thức được những cái điều đấy. Nhận thức về điều này, chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều những cơ hội qua không gian mạng, qua những cái mạng xã hội, qua những cái cuộc nói chuyện rất nhiều ở trong xã hội này. Bây giờ người ta đều nói đến điều đó. Và tốt nhất là chúng ta có một quyển kinh thánh, và chúng ta có một hội thánh đó, quyển kinh thánh, hội thánh, và một người thầy mình sẽ tìm thấy ở trong cái môi trường đấy. Và như vậy chúng ta sẽ có một kiến thức về thần học, như vậy trong một khoảng thời gian ngắn thôi là chúng ta có thể đã có được kiến thức đó rồi. Nền tảng thứ hai, cái viên gạch thứ hai mà chúng ta đặt ở trong cái nền tảng này, đó chính là nghề và nghề nghiệp. Chúng ta sau khi chúng ta biết là mình được tạo dựng ra với như thế nào rồi, chúng ta biết về bản thân mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm được cái nghề của mình. Tìm được cái nghề của mình cần phải học, học nghề, và cần phải học, và học riêng nghề đấy, cần phải học chuyên sâu các bạn ạ. Phải định vị mình ở trong cái lĩnh vực nghề nghiệp đấy, mình phải là một chuyên gia, mình phải là một người thầy. Hay nói một cách khác nữa, nếu như trong cái lĩnh vực đấy người ta, cái mặt sàn của thị trường đấy, người ta sẽ nhớ luôn là đến bạn chứ không phải nhớ đến người khác. Ví dụ như nói đến là bạn là một người thợ hàn chẳng hạn, người ta sẽ bảo đến nhà thằng A đi, bởi vì người ta
bạn đã có một cái chỗ đứng ở trong cái cuộc sống của người ta rồi. Hay nếu như bạn là một người sợ thợ thì bất kỳ trong lĩnh vực nào người ta nhớ đến bạn ngay nếu như họ gặp phải cái vấn đề đó. Đó là kiến thức thứ hai, kiến thức về nghề nghiệp, mà nghề nghiệp là cần học chuyên sâu. Người ta bảo thế này, cái kiến thức nghề nghiệp ấy mình không cần phải biết nhiều nghề, nhưng mình chỉ cần biết một hai nghề thôi, nhưng mà cái đó là chuyên sâu và cái nghề nó bổ sung cho nghề kia. Khi bạn đã xác định mình là ai rồi thì mình sẽ có được cái đó. Bạn sẽ xác định mình là, định vị mình là một người trong lĩnh vực giáo dục, thì lúc đó bạn sẽ trở thành một người giỏi trong lĩnh vực giáo dục. Nếu mà giáo dục môn toán thì bạn, người ta sẽ nói đến bạn ngay. Nhưng tất nhiên bạn sẽ phải muốn được giỏi về môn toán thì bạn phải có, nhưng không phải chỉ có không phải chỉ có học nhiều không mà thôi, mà bạn phải có một cái tố chất, đúng không? Và cái tố chất đó, đó là những kiến thức về thần học nó bổ sung cho mình đó. Điều thứ ba mà chúng ta cần, trái vào ngõ 15 điều đường Ngọc Hồi. Thứ ba mà chúng ta cần mà rất rất là quan trọng, đó là kiến thức về quản trị kinh doanh, quản trị. Vâng, bạn ơi, bạn cần phải học về cái điều này. Bạn cần phải có một cái viên gạch thứ ba này trong nền tảng vững chắc. Bởi vì cái quản trị kinh doanh này nó khiến cho chúng ta biết được rằng chúng ta biết quản trị về những cái nguồn vốn, nguồn lực nó như thế nào. Và chúng ta có một cái gọi là được tri thức về quản trị. Bởi vì các bạn biết không, một người thành công ấy là do họ biết quản trị. Chưa biết họ giỏi gì ra như thế nào, nhưng họ biết quản trị. Trong lĩnh vực gia đình họ biết quản trị, trong lĩnh vực công việc tài chính họ biết quản trị, và trong cơ quan thì họ người biết quản trị, thì bao giờ cũng là những người mà được để. Vậy cho nên kiến thức về quản trị kinh doanh đó là kiến thức rất cần, quản trị kinh doanh. Và bạn sẽ có một cái nhìn của một người quản trị, nó giúp cho bạn sống ở trên đời này, và không phải chỉ làm quân thôi, nhưng sẽ làm những người như thể là người quản trị hay là những vị tướng. Cái kiến thức thứ ba mà các bạn cần phải có được, biết được, đó chính là, vâng, ngoại ngữ. Ngoại ngữ, chúng ta sống ở trong một cái thời kỳ có thể nói như người ta quen nói rằng thế giới phẳng ấy, nhưng nó là một cái mà chúng ta nhìn thấy rằng cái nhu cầu của con người nó dần dần và nó đang được đáp ứng, đó là nhu cầu về kết nối. Và có rất nhiều những cái kết nối của trên thế giới này, công nghệ hay là kết nối thực tế, thì nó đều cần đòi hỏi về đến ngoại ngữ. Và ngoại ngữ không phải chỉ có 1-2 tiếng thôi. Các bạn biết là ngoại ngữ trên thế giới này cũng chỉ gọi là tiếng nước ngoài hay là ngôn ngữ trong thế giới này cũng được phân chia ra chỉ có vài nhóm thôi. Chúng ta có thể học nhóm về tiếng Âu, đó là tiếng Đức, tiếng Âu đó, tiếng Đức, rồi tiếng Anh, rồi sau đó chúng ta có thể học một vài thứ tiếng Slav, tiếng Nga, Ukraine hay là đấy. Rồi chúng ta cũng có thể học sẽ phải vào một thứ tiếng nữa như là tiếng đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, đó là những cái nhóm như vậy. Chúng ta sẽ có thể chọn một trong một vài thứ tiếng. Nếu như có khả năng thì chúng ta học nhiều thứ tiếng vào là tốt thôi các bạn ạ. Tiếng nó sẽ cho chúng ta thêm cánh, nó cho chúng ta thêm giao tiếp, và nó cho chúng ta được tôn trọng, được tôn trọng lắm. Bản thân tôi là học về tiếng Nga, tôi cố gắng học giỏi về tiếng Nga, và như vậy trong cái thế giới những người nói tiếng Nga, trong những cái cộng đồng người nói tiếng Nga ở trong bất kỳ chỗ nào, tôi cũng có thể hòa nhập được và được tôn trọng. Các bạn thân mến, cho nên là cần phải biết về thứ tiếng ngoại ngữ. Bây giờ dở cái gì ra cũng có tiếng nước ngoài, thế mà đọc không được là hiểu hay không hiểu gì là bị thiệt thòi, đúng không ạ? Đấy, còn cái đấy là nền tảng thứ mấy rồi ạ? Thứ nhất là thần học, thứ hai là nghề, thứ ba là quản trị kinh doanh, và thứ tư đó là sẽ phải vào ngoại ngữ. Đường cao tốc Hà Nội Ninh Bình, thứ năm, đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Này tưởng như là không cần nhưng mà lại rất rất là cần, và cái này là cái viên gạch thứ năm mà cũng là viên gạch cuối cùng mà tôi đề xuất với cả các bạn. Viên gạch thứ năm này á, đó chính là nghệ thuật. Vâng, nghệ thuật, vâng, nghệ thuật, nghệ thuật nữa. Và các bạn đừng nghĩ vội nó là một cái nghề, nhưng nó là một cái thứ ngôn ngữ diễn tả tâm hồn của mình. Và đặc biệt ở trong một cái thế giới mà chúng ta đang sống với rất nhiều áp lực, và cái ngôn ngữ mà con người chúng ta đang có, như tôi đang nói với cả các bạn, đây là tiếng Việt, nó không đủ để cho chúng ta diễn tả nội tâm. Và thực tế chúng ta nhìn thấy rằng đôi khi chúng ta nghe một tiếng nhạc, nhìn thấy một nét vẽ, hay nhìn thấy một cái biểu diễn vở kịch hay bộ phim nào đó, chúng ta như được giải tỏa với lỗi lòng. Cho nên các bạn thân mến, ngôn ngữ của nghệ thuật đó là một thứ chúng ta học, nó không phải là ngoại ngữ nữa, nhưng mà đấy là tiếng nói của tâm hồn.
mà nó cần cho chúng ta trong cái thời kỳ mà áp lực nhiều như thế này. Và khi người mà có được cái gọi là cái khả năng về tiếng nói của nghệ thuật thì trong bất kỳ một cộng đồng nào cũng vậy thôi, họ được gọi là tâm hồn của đội, được không ạ? Gọi là tâm hồn của đội hay tinh thần của đội. Cho nên các bạn thân mến, năm cái kiến thức hay năm cái nền tảng, năm cái viên đá hay năm hòn gạch để tạo dựng nên một cái nền tảng tốt cho các bạn sống chiến thắng trong cái thời kỳ cuối này. Nếu như trong cái sự vận rộng khôn ngoan, những cái kiến thức này chúng ta có thể rút ngắn đi rất nhiều thời gian, và trong một khoảng thời gian ngắn thôi là chúng ta có thể có được những cái nền tảng vững chắc như vậy rồi trong cuộc sống. Thôi, mình lại lên đường đây. Chúc các bạn có một cái chiến thắng ở trong cái cuộc chiến khốc liệt đang chờ trước mắt về công ăn và việc làm nhé. Thế thôi, xin chào và hẹn gặp lại.